Hello guys, it's me, I'm Thanh from Alma English and welcome back to my video. Xin chào mọi người, mình là Thanh đến từ Alma English và hôm nay thì Thanh quay trở lại với video clip chia sẻ cho mọi người về ngữ pháp ứng dụng trong giao tiếp. Và bài đầu tiên Thanh muốn chia sẻ cho mọi người là làm sao để đặt câu hỏi ở trong tiếng Anh. Are you ready? Let's get started. Clip này Thanh muốn chia sẻ cho mọi người hai vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất đó chính là từ để hỏi ở trong tiếng Anh. Chúng ta phải nắm vững được các loại từ để hỏi để chúng ta có thể hiểu nội dung và đặt câu sao cho phù hợp. Phần thứ hai là Thanh muốn chia sẻ cho mọi người các bước để đặt câu trong tiếng Anh phù hợp với câu hỏi WH questions, tức là câu hỏi có từ để hỏi. Ok, phần đầu tiên Thanh muốn giới thiệu cho mọi người đó là các loại từ để hỏi. Được chưa? Chúng ta phải nắm vững được các loại từ để hỏi và ý nghĩa của nó là như thế nào để chúng ta có thể chọn từ để hỏi phù hợp để đặt thành câu nhé. Đầu tiên mọi người đọc với Thanh ạ. Thanh có 8 loại từ để hỏi ở đây. What? Được chưa? What? What là hỏi về cái gì hay là con gì? Tức là hỏi về sự vật sự việc đúng không ạ? What? What? Next one mình có từ which. Which? Which là gì ạ? À, which là hỏi về sự lựa chọn, tức là mình hỏi cái nào. Nếu mà mình có hai cái, mình hỏi which one do you like? Có hai cái thì bạn thích cái nào? Được chưa? Which là câu hỏi về sự lựa chọn. Next one, mình có từ when. When, ok? When là gì ạ? À, when là khi nào. When là khi nào, hỏi về thời gian đúng không? Next one, where. Where, where là câu hỏi về nơi chốn. Why. Why. Why là câu hỏi tại sao, lý do đúng không? Who, who, who là câu hỏi ai. Whom, whom, whom là câu hỏi về sự sở hữu, tức là của ai. The last one, how, how, yes, how là câu hỏi như thế nào. Ok, so repeat after me. Đầu tiên chúng ta phải phát âm chuẩn những cái từ để hỏi này đã nhá. Bởi vì những cái từ để hỏi này chính là các cái từ nhấn trong quá trình mình giao tiếp. Ok, listen and repeat after me. What, 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 which, 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 when, 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 where, 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 why, 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 who, who. Cái từ này mình sẽ không có chữ W nhá, có who, who mà nào. Who, who, whom, whom, how, how, yes, âm ow, how, được chưa? Thì mọi người đầu tiên mọi người phải nắm vững cho Thanh được tất cả những cái từ để hỏi này. Bởi vì khi mà mình nắm vững được những cái từ để hỏi này, mình có thể lắp vào công thức và hỏi trong bất cứ hoàn cảnh nào mà bạn muốn đặt câu hỏi. Ok, sau phần tiếp theo Thanh muốn chia sẻ cho mọi người chúng ta phải hiểu được lỗi sai mà chúng ta mắc phải ở điểm nào để chúng ta có thể sửa lỗi sao cho phù hợp nhé. Thanh có một ví dụ nhé. Chẳng hạn như ở trong tiếng Việt mình muốn hỏi là bạn đi đâu thì mình đặt câu hỏi là gì ạ? À, tiếng Việt rất dễ thôi đúng không? Ok, mình gọi là bạn đi đâu. Vậy thì trong cái câu này thì cái từ đâu chính là từ để hỏi đúng không? Trong tiếng Việt từ để hỏi nó nằm ở cuối từ. Yes, bạn đi đâu. Được chưa? Rồi, bạn này là chủ ngữ, đi là động từ và đâu là từ để hỏi, đúng không? Từ để hỏi. Yes. Vậy thì trong tiếng Anh mình có câu gì ạ? À, mình có câu bạn đi đâu có nghĩa là where do you go, right? Where do you go? Yes. Mọi người hiểu gì? Đây là từ where. Từ where là từ để hỏi. Chính vì vậy từ where, từ để hỏi trong tiếng Anh nó sẽ chuyển lên ở vị trí đứng đầu câu. Where, được chưa? Where, where. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phân biệt được giữa tiếng Việt và tiếng Anh. Tiếng Việt thì từ để hỏi nó đặt ở cuối câu. Tiếng Anh thì từ để hỏi nằm ở đầu câu. Thì điều quan trọng của chúng ta là gì? Chúng ta phải nắm vững được tất cả những cái từ để hỏi. Từ để hỏi thì chủ yếu sẽ là 8 từ để hỏi mà Thanh đã giới thiệu cho mọi người ở phần đầu, đúng không ạ? Khi mà chúng ta xác định được chúng ta muốn hỏi về vấn đề gì, hỏi về cái gì thì chúng ta dùng từ what, hỏi về như thế nào thì chúng ta dùng từ gì ạ? À yes, từ how, hỏi về ở đâu, đúng không? Chúng ta dùng từ gì? À đây, where. Next, hỏi tại sao chúng ta dùng từ why. Ok, hỏi let me see, hỏi cái nào chúng ta dùng từ gì? À yes, chúng ta dùng từ which,
đúng không? Rồi, đấy là lý do chúng ta sẽ phải học các cái từ để hỏi để chúng ta có thể bước đầu tiên để chúng ta đặt câu. Phần thứ hai, Thanh muốn giới thiệu cho mọi người các cái bước để đặt câu hỏi sao cho dễ nhất và chúng ta có thể áp dụng trong mọi trường hợp nhé. Sau khi mà chúng ta đã biết được từ để hỏi gồm những từ gì, và thứ hai đó là các cái lỗi sai mà chúng ta hay gặp trong quá trình mà chúng ta đặt câu hỏi hỏi bằng tiếng Anh. Vậy thì phần thứ ba Thanh muốn giới thiệu cho mọi người đó chính là các cái bước để chúng ta đặt câu hỏi một cách chính xác và chuẩn nhất. Chúng ta có thể áp dụng các cái công thức này để áp dụng trong mọi trường hợp nhé. Ok, are you ready? Yes. Đầu tiên, bước 1 Thanh muốn giới thiệu cho mọi người đó là chúng ta phải xác định được các từ để hỏi. Bước 1 là phải xác định từ để hỏi. Ok, từ để hỏi. Từ để hỏi là những cái từ mà chúng ta đã liệt kê ở phần 1 đó. Ok, ví dụ như từ who, từ what, từ when. Ok, được chưa? Mình phải xác định được xem là mình đang muốn hỏi về vấn đề gì. Ví dụ như mình muốn hỏi về cái gì, một sự vật, sự việc, thì mình phải hỏi từ what. Ví dụ như mình muốn hỏi là ai, hỏi về con người, thì mình phải dùng từ who. Yes. Ví dụ như mình muốn hỏi về sự sở hữu, đúng không? Thì mình phải hỏi từ whom. Okay. Ví dụ như mình muốn hỏi về place, về nơi chốn, đúng không? Thì mình phải hỏi về where. Ví dụ như mình muốn hỏi về thời gian thì sao? Yes, mình có thể hỏi từ when. Ok, vậy thì đầu tiên là phải xác định từ để hỏi sao cho phù hợp. Và sau khi xác định xong, chúng ta đặt cái từ để hỏi ngay ở đầu câu. Thì bước thứ hai, sau khi mà xác định được cái từ để hỏi rồi, thì mình phải xác định cho em một bước nữa, đó là xác định động từ trong câu. Được không? Xác định động từ. Yes. Xác định động từ. Ví dụ mình muốn hỏi từ ăn, thì mình phải xác định cái động từ ăn nó là gì? Là eat, đúng không? Ví dụ cái từ chơi thì nó phải là play. Được chưa? Xác định động từ. Động từ thì mình có hai loại động từ trong tiếng Anh. Thứ nhất là động từ thường và thứ hai là động từ to be, right? Động từ thường và thứ hai là động từ to be. Động từ thường, ví dụ như các động từ như là ăn, ngủ, nghỉ, chơi, đúng không? Đấy là động từ thường. Yes. Và lưu ý khi mà mình đặt câu với động từ thường thì mình phải có trợ động từ đi kèm. Vậy thì trợ động từ là những từ nào? Yes. Trợ động từ ví dụ như Thanh có từ do, yes, does, okay, can, vân vân vân. Đó là những trợ động từ đi kèm. Được chưa? Rồi, thứ hai, động từ to be. Còn đối với động từ to be thì sao? Chúng ta có thể đặt câu trực tiếp với động từ to be. Ok, chúng ta đặt câu trực tiếp với động từ to be nhá. Trực tiếp với động từ to be. Rõ không ạ? Lưu ý cho Thanh, nếu mà trong cái câu mà các bạn đã chuẩn bị đặt câu hỏi ấy, mà không thể xuất hiện một động từ thường nào thì chúng ta sẽ chuyển sang sử dụng động từ to be. Và cách hết hình thức được sử dụng động từ to be, chúng ta sẽ sử dụng trực tiếp luôn. Sau khi chúng ta đã hoàn thành bước 1 và bước 2, bước thứ nhất là từ để hỏi là gì, bước thứ hai là phải xác định động từ trong câu. Nếu mà động từ thường thì chúng ta sẽ có phải đi kèm với trợ động từ. Trợ động từ là gì ạ? Là những từ như do, does ở trong thì hiện tại đơn, did ở trong thì quá khứ. Ok, vân vân như vậy. Rồi, còn đối với động từ to be thì sao ạ? Chúng ta có thể đặt câu hỏi trực tiếp với động từ to be luôn mà không cần phải mượn trợ động từ nữa. Động từ to be ở trong hiện tại đơn chúng ta sẽ có 3 động từ to be. Đó là gì nhỉ? Is, am và are. Great. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào thực hành luyện tập và đặt câu hỏi nhé. Đầu tiên, Thành muốn đưa ra cái công thức cho mọi người đã. Đối với động từ thường thì sao? Chúng ta có WH question. Thành ghi như này là WH question, tức là từ để hỏi. Đúng chưa? Sau từ để hỏi, chúng ta sẽ sử dụng với trợ động từ cộng với trợ động từ. Cụ thể, trong trường hợp hiện tại đơn, mình có do hoặc là does. Được chưa? Trợ động từ. Và sau trợ động từ, chúng ta cộng với chủ ngữ. Sau chủ ngữ cộng với động từ. Được chưa? WH question cộng với trợ động từ, cộng với chủ ngữ và cộng với động từ. Ok, chúng ta sẽ lắp ghép vào. Còn đối với động từ to be thì công thức sẽ là WH question cộng với to be và cộng với chủ ngữ luôn. Yes. Bây giờ Thanh lấy ví dụ để chúng ta hiểu rõ hơn nhé. Thanh muốn hỏi là bạn làm gì? Hỏi về nghề nghiệp công việc đúng không? Bạn làm gì đúng không? Thì đầu tiên hỏi về làm gì chúng ta phải dùng từ để hỏi là mình có từ để hỏi là what. Được chưa? What. Rồi. Động từ ở đây là gì nhỉ?
À, chúng ta có động từ ở đây là làm đúng không? Làm là do. Ok, do. Rồi chủ ngữ là bạn, trợ động từ ở đây chủ ngữ là bạn, you đúng không? Ok, động từ là do. Rồi. Vậy thì trợ động từ đi với you là mình có trợ động từ gì nhỉ? À, do. Ok. So the question is what do you do? What do you do? Ok, vậy thì câu hỏi là gì ạ? What do you do? What do you do? Là gì nhỉ? À, có nghĩa là bạn làm gì? What do you do? Bước đầu tiên là xác định từ để hỏi là what, đúng không? Hỏi về làm gì. Bước thứ hai là xác định động từ chính là từ do. Yes, xác định động từ chính là do, có nghĩa là làm. Và thứ ba là mình đặt câu hỏi theo công thức là WH question. Trợ động từ đi với chủ ngữ you là do. Chủ ngữ là you và động từ chính là do. So, câu hỏi là what do you do? What do you do? Yes, vẫn với câu này, what do you do? Bạn làm gì? Thì Thanh có một câu hỏi thứ hai sử dụng động từ to be, đó là what is your job? Được chưa? What is your job? Ok? What is your job? Rồi, à, ở đây mọi người lưu ý nhá. Thanh có từ, câu thứ hai Thanh không thấy động từ. Được chưa? Thanh không thấy động từ tức là công việc của bạn là gì? Không có động từ ở đây, không có động từ chỉ hành động ở đây. Chân mà chỉ có your job là chủ ngữ thôi. Vậy thì Thanh sẽ sử dụng động từ to be. Your job là số ít, cho nên Thanh sử dụng động từ to be là is. Được chưa? WH questions plus cộng với to be is và cộng với chủ ngữ ở đây là your job. Tương tự trong câu này, what do you do? Động từ chính ở trong câu này là do, cho nên Thanh phải cần một cái trợ động từ, đúng chưa? So the question is what do you do? What do you do? Or what is your job? What is your job? Được chưa? Ok, great. Ok, bây giờ chúng ta vừa học lý thuyết xong, chúng ta phải áp dụng ngay vào cái phần thực hành của mình để chúng ta nắm vững được các cách thức đặt câu hỏi, đúng không ạ? Rồi, Thanh sẽ lấy một số các cái câu hỏi trong cái lần đầu tiên mà gặp mặt chúng ta sẽ gặp nói chuyện với nhau như thế nào để chúng ta phân tích với nhau nhé. Đầu tiên là khi mà gặp ai đó mình sẽ hỏi là bạn khỏe không, đúng không ạ? Hỏi chào. How are you? Ok, Thanh có câu hỏi How are you? How are you, right? Xong câu này mình sẽ không có động từ thường, cho nên mình sẽ sử dụng động từ to be là are. Bởi vì you là chủ ngữ, cho nên động từ to be đi với là are. Từ để hỏi cộng động từ to be cộng you. How are you? Yes. Từ để hỏi cộng động từ to be và cộng chủ ngữ. How are you? Tương tự, và Thanh muốn hỏi tên thì sao nhỉ? À, Thanh có câu What is your name, right? What is your name? So, tên của bạn là gì? Ở đây mình cũng không có động từ thường. Và mình có your name ở đây là chủ ngữ, đúng không? Cho nên mình sẽ sử dụng động từ to be. Động từ to be chuyển lên trước chủ ngữ. Và ở đây your name, động từ to be số ít phải là is. Là gì? Là câu hỏi what. Từ để hỏi là what. Vậy thì Thanh có câu hỏi What is your name? What is your name? Đúng ạ? Có nghĩa là tên bạn là gì? Vậy thì là gì là từ để hỏi và tên trước what. Động từ chính là ở đây không có động từ thường cho nên mình sử dụng động từ to be. Động từ to be ở đây mình phải dùng is hay am hay are, mình phải phụ thuộc vào chủ ngữ, đúng không? Chủ ngữ ở đây là your name số ít cho nên mình dùng is. What is your name? Ok. Rồi nếu mà Thanh muốn hỏi là Thanh muốn hỏi là bạn thích gì, đúng không? Bạn thích gì? Thanh có câu gì nhỉ? What do you like? What do you like? What do you like? Từ để hỏi đây là thích gì, đúng không? Là cái gì? Mình giỏi là từ what. Động từ ở đây là thích. Ok, là từ like. Vậy thì chúng ta có động từ thường ở đây. Khi mà đặt câu hỏi chúng ta phải có trợ động từ. Chủ ngữ là you cho nên trợ động từ là do, đúng chưa? Và cái công thức là từ để hỏi cộng trợ động từ what do cộng chủ ngữ là you và cộng động từ là like. So you can say what do you like? What do you like? Bạn thích gì? Ok, what do you like? Next one, Thanh có một câu hỏi nữa. Hỏi về bạn sống ở đâu đúng không? Ok, mình đặt câu hỏi nhá. Ở đâu? Tức là từ để hỏi là đúng rồi, từ để hỏi là where. Động từ chính trong câu hỏi bạn sống ở đâu là gì nhỉ? Động từ sống đúng không? Live, đúng không? Live. Khi mà có động từ live rồi thì mình phải có trợ động từ, bởi vì đây là động từ thường đúng không ạ? Mình phải có trợ động từ. Trợ động từ là do hay là does phụ thuộc vào chủ ngữ. Bạn, chủ ngữ là you đúng không ạ? Ok, và trợ động từ là đi cùng là
do. Where do you live? Where do you live? Yes, it's easy, right? Nó rất dễ đúng không? Ok, rồi. Where thì để hỏi, thuộc động từ chủ ngữ và động từ thường. Where do you live? Ok, yes, bây giờ chúng ta luyện tập lại đọc cùng với Thanh nhé. How are you? How are you? How are you? Great. What is your name? What is your name? What is your name? Okay? What do you like? What do you like? What do you like? Next one. Where do you live? Where do you live? And now we move to exercise. Và bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần bài tập áp dụng nhé. Ở đây Thanh có trên bảng 5 câu như thế này. Đầu tiên là bạn đến từ đâu? The second, sở thích của bạn là gì? The third, số điện thoại của bạn là gì? Number four, bạn bắt đầu công việc khi nào? And the last one, bạn thích chơi gì? Ok, ở Thanh có 5 câu ở đây. Vậy thì chúng ta sẽ áp dụng cùng với nhau chữa bài tập nhé. Khi mà bạn xem video clip đến đoạn này thì hãy dừng video khoảng 1 phút để chúng ta đặt câu hỏi. Tự mình đặt câu hỏi và làm theo những bước Thanh hướng dẫn. Bước đầu tiên là gì ạ? À, từ để hỏi là gì? Xác định từ để hỏi. Thứ hai là xác định động từ chính. Và thứ ba là áp dụng theo công thức. Công thức của động từ thường hay công thức của động từ to be. Đối với động từ thường chúng ta phải có trợ động từ. Còn đối với động từ to be chúng ta sẽ sử dụng động từ to be trực tiếp chuyển lên trước chủ ngữ luôn. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ chữa bài cùng với nhau nhé. Thanh có câu bạn đến từ đâu. Vậy từ để hỏi ở đây là gì? Yes, từ đâu đúng không? Mình có từ, à họ nơi chốn là where. Where, where. Rồi, à, trong cái câu này mình có từ động từ không ạ? Động từ là gì ạ? À, từ đến, động từ đến đúng không? Yes, vậy thì đây là động từ thường. Ok, thì mình có từ come from, đúng không? Come from là từ đến. Number one, đầu tiên mình phải trả lời cho câu hỏi là à, từ để hỏi là gì? Vậy thì từ để hỏi trong câu này là à, đâu đúng không? Vậy từ để hỏi là where, great. Rồi, thứ hai động từ chính trong câu này là từ đến đúng không ạ? Yes, động từ là đến. Vậy thì đến là động từ thường đúng không? Từ come from đúng không ạ? Come from. Ok, vậy thì đây là động từ thường. Vậy thì khi đặt câu hỏi chúng ta phải có trợ động từ chuyển lên trước chủ ngữ. Where cộng trợ động từ đây là à do. Bởi vì chủ ngữ là you đúng không ạ? So you say where do you come from? Where do you come from? Yes. Next one, number 2. Sở thích của bạn là gì? Ok, câu hỏi là gì ạ? Gì đúng không? Mình sẽ có từ để hỏi là what. Great. Mình có từ what. Trong câu này mình có động từ thường không ta? Sở thích của bạn là gì? Không có động từ thường nhé. Không có động từ chỉ hành động. Đúng chưa? Cho nên chúng ta sẽ dùng động từ to be. Động từ to be. Vậy thì chủ ngữ trong câu này là sở thích của bạn. Đúng không ạ? Sở thích của bạn. Sở thích của bạn là gì ạ? À, your hobby. Your hobby, right? Your hobby. Sở thích của bạn. Ok, your hobbies là số ít. Cho nên động từ to be đi cùng với là is. Ok, so mình có what is your hobby? What is your hobby? What is your hobby? Ok, sở thích của bạn là gì? Number 3. Số điện thoại của bạn là gì? Ok, từ để hỏi là à, từ gì? Mình có từ what. Ok, next one. Trong câu này có động từ thường không nhỉ? À, trong câu này mình cũng không có động từ thường. Vậy thì chủ ngữ ở đây là số điện thoại của bạn. Giống tương tự câu trên đúng không ạ? Số điện thoại của bạn. Vậy thì số điện thoại của bạn là gì nhỉ? Your number, right? Your number, số điện thoại của bạn. Ok, không có động từ thường cho nên mình phải dùng trực tiếp động từ to be. Your number là số ít thì động từ to be ở đây là is. What is your number? What is your number? What is your number? Great, đúng không ạ? Rồi, next one, number 4. Bạn bắt đầu công việc khi nào? À, từ để hỏi ở đây là gì ạ? Yes, khi nào đúng không? Khi nào từ để hỏi là when. Great, when. Rồi, động từ chính cho câu này là gì nhỉ? Bạn bắt đầu công việc. Động từ chính là bắt đầu. Yes, công việc. Ok, bắt đầu công việc mình có cụm từ là start work, đúng không? Start work, động từ chính là start work. Ok, start work có nghĩa là bắt đầu công việc. Start work. Vậy thì có động từ thường cho nên mình phải xuất hiện trợ động từ, đúng không? Từ để hỏi, sau đó phải trợ động từ. Chủ ngữ đây là bạn, đúng không?
thì trợ động từ là do. So you say, trừ đề hỏi, cộng trợ động từ, cộng chủ ngữ, cộng động từ. And you have the question like, when do you start work? When do you start work? Right? When do you start work? Có nghĩa là, bạn bắt đầu công việc khi nào? When do you start work? Next one. Mình có câu hỏi, bạn thích chơi gì? Từ để hỏi đây là gì đúng không ạ? Thì mình có từ, yes, to what? Thứ hai, động từ chính cho câu này là, mình có từ thích đúng không ạ? Thích, yeah, thích chơi. Ok, là từ like. Ok, like. Động từ là like. Yes. Bạn, ở đây là, mình phải có động từ thường, mình phải có trợ động từ đúng không ạ? Thì trợ động từ là do you, okay. What do you like? What do you like? Ok, vậy thì chơi thì ở đâu? Từ chơi, sau like, mình học một cấu trúc nữa là sau like, mình sẽ cộng với verb in, đúng chưa? Thích chơi tức là like playing. Like playing. So you say, what do you like playing? Đúng chưa? Bạn thích chơi gì? Okay. What do you like playing? What do you like playing? Okay, dễ không ạ? Yes, okay, so you listen and repeat after me. Where do you come from? Where do you come from? Next one. What is your hobby? What is your hobby? Next one. What is your number? What is your number? Yes. When do you start work? When do you start work? Next one. What do you like playing? What do you like playing? Thanks for today. Đấy là tất cả bài học ngày hôm nay. Và Thanh hy vọng sau khi mà mọi người xem video clip này xong thì mọi người sẽ biết được cách đặt câu hỏi trong mọi trường hợp. Mình có thể áp dụng trong mọi trường hợp. Chỉ cần mình xác định được đúng công thức và xác định được các bước để đặt câu hỏi thì chúng ta có thể áp dụng được trong tất cả các hoàn cảnh, được chưa? Và chúng ta có từ vựng, đã có từ vựng, chúng ta có thể áp dụng luôn vào trong quá trình đặt câu hỏi cho mình nhé. Ok, that's it for today. Thanks for watching. Bye.